toàn chiến sĩ hải quân ra khơi hôm nay, bờ nước Nam gió khơi lòng máu say, ra đi không vương thế nhi miền bắc lũ chết rất buồn, quen vui trong cơn phân ly sông trên ngàn trùng xa, thân phai trên năm băng dương nước xanh hồn thái bình dương ra khơi sóng vang thật dài. Bên bờ chờ ra
Sau đây là nghi lễ phục cờ. Xin quý vị tắt cell phone để cho buổi lễ được trang trọng hơn. Có phục cờ chuẩn bị. Xin mời toàn thể quý vị phục đứng. Quán phục cờ tiến vào vị trí hành lễ. Nghi lễ phủ cờ bắt đầu. Kèn chú điệu. Nghi lễ phủ cờ chấm dứt.
phù khơ rời vị trí hành lễ. Em đi ha. Em đi vui ha.
công nhân. Đây là lá cờ của Tổ quốc Việt Nam, biểu tượng cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Dưới lá cờ này, Đô đốc Phó Đình Đào và chúng tôi trong thời gian chiến tranh đã hy sinh và sẵn sàng hy sinh vì mạng sống, vì lá cờ này. Xin bà hãy nhận lá cờ này như một lời cảm ơn và vinh dự cho đơn vị Đô đốc và toàn gia đình bà.
Thank you for watching.